Xin chào, chào mừng tất cả anh chị, các nhà đầu tư và các bạn đã trở lại với kênh channel của mình nha. Hôm nay Thảo rất vui gặp lại tất cả các anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn thời gian qua đã đăng ký ủng hộ kênh. Và để cập nhật tin bất động sản mới nhất, các anh chị vui lòng bấm nút đăng ký miễn phí và bấm chuông thông báo. Mọi ý kiến đóng góp và nhu cầu về bất động sản, anh chị hãy để lại dưới phần bình luận. Thọ xin chúc tất cả anh chị và các bạn và các nhà đầu tư có một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều năng lượng luôn nha. Rồi, hôm nay em xin giới thiệu tất cả anh chị, các nhà đầu tư và tất cả các bạn một cái sản phẩm bất động sản nữa nha. Thì hôm nay em sẽ đưa tất cả anh chị, các nhà đầu tư đến một địa điểm thuộc xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An nha tất cả anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu tất cả anh chị một cái lô đất 8,6 công là 8.600 m2 nha tất cả anh chị. Và lô đất này có mặt tiền xe tải 8 tấn nha tất cả anh chị. Là mặt tiền xe tải 8 tấn 28m nhân vô 327m. Thì trên màn hình các anh chị, đây là mặt tiền của cái con kênh Bắc Đông, đối diện qua bên kia đó là Tiền Giang thuộc huyện Tân Phước nha các anh chị. Lô đất này cách Tân Phước, chợ Bắc Đông của Tân Phước chỉ có 1,2 km thôi. Còn đối với cách quốc lộ 62 khu vực Thạnh Hóa là 6 km nha các anh chị. Các anh chị khu vực Sài Gòn nếu về muốn xem lô đất này thì chạy khoảng 62 km là tới đất nha. Còn các anh chị khu vực lân cận thì cứ về trung tâm Thạnh Hóa hoặc là về chỗ chợ Bắc Đông, Tân Phước là em có thể dẫn cho tất cả anh chị xem đất được nha. Thì các anh chị khu vực Tiền Giang hay là khu vực Tân An có thể xem đất thì đi khu vực Tiền Giang thì cứ chạy ra huyện Tân Phước, còn khu vực Tân An thì cứ về tới cây số 24 là em có thể dẫn cho các anh chị xem đất được. Những sản phẩm bất động sản bên em thì các anh chị sẽ được xem đất rõ và gặp chính chủ nha, gặp chủ thương lượng về giá cả. Nói chung thì tất cả những sản phẩm bất động sản bên em đều được gặp chủ hết, em chỉ là trung gian, là người cầu nối mang cái duyên đến sự kết nối giữa người bán và người mua để tạo cho một cái giao dịch tốt đẹp hơn nha tất cả anh chị. Thì lô đất này có hướng nam nha tất cả anh chị. Lô đất này có hướng nam. Các anh chị nào có hướng phong thủy là hướng chánh nam thì mua sở hữu lô đất này thì ok luôn, cực kỳ tốt nha tất cả anh chị. Mua bằng ăn lên ù ù ào ào luôn nha tất cả anh chị. Nó sẽ mang đến cho anh chị và gia đình sự may mắn cũng như tài lộc đến nha. Và lô đất này hiện tại là đất khoai nha tất cả anh chị, giáp ranh khu vực Tiền Giang, đất khoai thuộc xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An nha. Em xin nhắc lại diện tích là 8,6 công là 8.600 m2 nha tất cả anh chị. Nói chung là những sản phẩm bất động sản bên em, các chị mua bán đều đo đạt thực tế theo tài nguyên môi trường nha tất cả anh chị, cứ ngàn mét vuông là nhiêu vậy đó. Còn riêng lô đất này là 8,6 công, chủ bán với giá là 2.150.000.000 nha tất cả anh chị. Đường xe tải 8 tấn nha, xe tải 8 tấn, 8,6 công này chủ bán là 2.150.000.000, có mặt tiền xe tải 8 tấn lên đến 28m nhân vô 327m nha. Có mặt tiền kênh đó là kênh Bắc Đông. Thì trên màn hình tất cả anh chị, đây là cái hình dạng lô đất nha. Nói chung là dài 320m. Cách Tân Phước, chỉ có chợ Tân Phước là gọi là chợ Bắc Đông á, chỉ có 1,2 km thôi. Điện nước đầy đủ hết, không thiếu gì hết nha tất cả anh chị. Ngoài ra mặt tiền có mặt tiền con kênh lên đến 25m đó, là giáp ranh của Tiền Giang nha tất cả anh chị. Giáp ranh Tiền Giang, khu vực này giáp ranh Tiền Giang giữa Tiền Giang và Thạnh Hóa nha. Đây trên màn hình tất cả anh chị, đây là mặt tiền là 28m, em quét hơi dư miếng, chỉ có 28m nha. Xung quanh thì nhà ở rất là nhiều nha, không có vắng vẻ gì hết. Anh chị nào muốn mua sở hữu, muốn trồng khoai á, mua nhà ở tài chính từ là 2.150.000.000 là mua sở hữu thì ok luôn đó. Trên màn hình tất cả anh chị, đây là hướng của lô đất nha, hướng nam, hướng chánh nam. Anh chị nào tuổi ngọ đó, chánh nam mua sở hữu ok luôn. Còn đây là khoảng cách giữa lô đất về tới trung tâm Tân Phước, thì ngay chỗ chợ Bắc Đông nha tất cả anh chị.
thì mua sở hữu thì ok luôn, mặt tiền 28 m. Còn các anh chị khu vực Sài Gòn thì cứ về trung tâm Thạnh Hóa hoặc là Tân Phước là có thể dẫn đi cho tất cả anh chị xem đất được nha. Hiện tại bên em đang nhận tìm kiếm những sản phẩm bất động sản theo yêu cầu nha. Các anh chị cần tìm về nhà, tìm về đất ruộng, vườn thổ vân vân á thì cứ liên hệ qua bên em, liên hệ vào số điện thoại 0828367167 gặp em là Quỳnh Thọ nha tất cả anh chị. Đây là khoảng cách giữa cái lô đất ra tới quốc lộ 62 nha, 6 km. Và lời cuối cùng xin chúc tất cả các anh chị, các nhà đầu tư cùng với tất cả các đồng nghiệp trên khắp mọi miền đất nước lời chúc sức khỏe và vạn sự thành công. Cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe video. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị những video tiếp theo. Và xin chào tất cả các anh chị.